Người đàn ông lấy một quả bóng tennis ra khỏi túi, dùng hết sức bình sinh để ném sang một bên. Chú chó cưng ngây ngô tưởng rằng chủ nhân đang vui đùa với mình, thế là hào hứng chạy lên để nhặt hàng. Nhưng nào ngờ lại nghe thấy tiếng nổ máy. Chiếc xe trong phút chốc đã khuất xa sau bìa rừng. Chú chó theo bản năng chạy đuổi theo phía sau, không cẩn thận vấp phải hòn đá ngã lăn lóc. Nó bất chấp cơn đau, cố gắng ngồi dậy để đuổi tiếp. Nhưng tiếc là vẫn không đuổi kịp. Nó tự an ủi bản thân mình rằng chủ nhân có việc gấp nên tạm thời rời đi trước thôi, chốc nữa xong việc sẽ quay lại ấy mà. Thế là nó đã chạy về chỗ cũ rồi ngốc nghếch chờ đợi. Nhưng nó đợi cho đến khi màn đêm buông xuống, trời mưa tầm tã cũng không thấy chủ nhân đến đón mình. Nhưng nó vẫn tự huyễn hoặc bản thân rằng chắc chủ nhân vẫn chưa giải quyết xong việc. Ngày hôm sau, có một vài chú chó đi lạc đi ra từ trong bụi rậm. Bọn chúng không chút khách khí đẩy túi hạt mà người đàn ông để lại cho chú chó xuống đất. Sau khi phát hiện đó là đồ ăn thì chúng lao vào ngấu nghiến như hổ đói. Đã lâu lắm rồi chúng không được ăn thứ đồ ngon như vậy. Nhưng đến khi dò hỏi mới biết được, chú chó bị bỏ rơi tên là Monchi. Chú chó đứng đầu những chú chó đi lạc tên là Gaeko. Gaeko nhẹ nhàng khuyên Monchi đừng ngốc nghếch nữa. Cậu đã bị loài người bỏ rơi rồi. Chó dù cậu có đợi đến héo mòn cả thanh xuân cũng không có kết quả đâu. Monchi vẫn chưa muốn chấp nhận sự thật tàn khốc này. Lúc này nó nghe thấy có tiếng xe đang tới gần. Nó tưởng là chủ nhân đến đón mình, thế là đã ngậm quả bóng tennis để đi đón. Nhưng không ngờ lại là một chú chó bị bỏ rơi khác. Bây giờ Monchi đã hoàn toàn có đủ căn cứ để tin mình là đứa con bị vứt bỏ, và cũng không thể không gia nhập đại gia đình chó đi lẹ chi, mà trở thành một chú chó hoang, không chỉ thường xuyên bị đói, mà còn phải đối diện với sự tấn công bất ngờ của mấy thợ săn. Bọn chúng vừa bước đến một khu di tích tìm thức ăn đã gặp một nhóm người đi Exciter đam mê trộm chó. Chú chó mới vào nghề như Monchi rất nhanh đã rơi vào tầm ngắm của tên trộm. Nó ở phía trước cố gắng hết sức để chạy, Exciter điên cuồng đuổi theo sau. Chính vào lúc nó sắp bị tóm, một chú chó giống thuộc giống Schnauzer đã kịp thời nhảy bổ lên người tên trộm. Sau đó dưới sự dẫn đường của các bạn, Monchi đã đi đến căn cứ địa của đàn chó đi lạc. Bọn chúng có con trốn trong thùng rác, có con trốn trong chiếc máy giặt hỏng, còn có cả những con chui ra từ bên trong chiếc ủng. Có thể nhìn ra được chúng đã quá quen với chuyện này. Những chú chó ở đây tuy rằng thuộc đủ các giống khác nhau, nhưng bọn chúng có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Monchi cũng lần đầu tiên nếm thử đồ ăn từ lúc bị bỏ rơi. Ngày hôm sau bọn chúng cùng nhau đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Chúng đi qua con hẻm đến cửa một cửa hàng. Anh chủ ở đây rất tốt bụng, mỗi lần đến đều mang thức ăn ra cho chúng ăn. Gaeko còn dạy cho Monchi cách làm sao để lấy lòng con người. Bọn chúng cùng nhau ăn thức ăn. Monchi đột nhiên nghe thấy tiếng ô tô quen thuộc, lại thêm màu của chiếc xe cũng tương tự như vậy. Nó nhầm tưởng là chủ nhân đến đón mình, thế là đã đi vào bên trong nhà hàng để tìm kiếm. Nào ngờ không chỉ không tìm được chủ nhân, ngược lại còn khiến các vị khách bên trong khó chịu. Cô chủ bực bội đuổi bọn chúng đi. Từ đó trở đi, bọn chúng không bao giờ được gia đình này cho ăn nữa. Sau khi quay về căn cứ, chú chó tên Bongzi đã không qua khỏi cơn bệnh. Ai cũng rơi nước mắt tiếc thương và bày tỏ sự bất công. Chẳng lẽ chỉ vì bị bệnh thì đáng bị con người vứt bỏ hay sao? Người có bệnh đáng nhẽ phải là con người mới phải. Monchi cuối cùng cũng đã nhìn thẳng vào sự thật. Nó đi đến bên sông, vứt quả bóng tennis mà mình vẫn luôn trân quý xuống dưới. Nó quyết định vực dậy mà chuẩn bị sống một cuộc sống mới. Lúc này nó nghe thấy có tiếng rượt đuổi bên trong rừng. Khi đến gần mới biết là mấy con chó hoang đang đuổi theo một con lợn rừng. Chó hoang nhìn thấy Monchi cứ ngơ ngơ đứng im một chỗ, sắp bị lợn rừng húc đến nơi rồi. Thế là một con chó cái hoang đã xông lên để giải cứu Monchi. Nó cũng vì vậy mà bị thương chảy máu. Kế hoạch đi săn của đàn chó hoang bị gián đoạn. Lợn rừng cũng chạy thoát mất rồi. Monchi ôm theo sự áy náy tội lỗi, quay về cùng đàn chó lạc tìm kiếm thức ăn. Nó nhìn thấy mấy con kiến đang săn bắt một con sâu xanh. Trong phút chốc nghĩ đến cảnh tượng đàn chó hoang đuổi theo một con lợn rừng, cô chó hoang màu nâu đó đang đối mắt nhìn nó. Có vẻ như Monchi đã yêu đối phương ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nó quay trở lại căn cứ, gặm một khúc xương, chuẩn bị đi lên rừng để thăm cô chó hoang. Khi nó đến một hàng rào do con người làm, thì vừa hay bị một chú chó con nhìn thấy. Chú chó con không hề sợ hãi khi đứng trước Monchi. Monchi thông qua chú chó đó biết được cô chó hoang hôm bữa tên là Bami, trước đây cũng từng là một chú chó nuôi, sau đó đã lên núi sống cùng bọn chúng. Sau khi chú chó con rời đi, Monchi cũng từng bước đi lên đồi. Nó dựa vào việc đánh hơi rất nhanh đã tìm được căn cứ địa của họ, cũng nhìn thấy khung cảnh hòa hợp của gia đình của đối phương. Vừa hay thủ lĩnh của bầy chó hoang cũng đã quay trở lại. Thủ lĩnh bảo Monchi hãy mau biến đi, nhưng Monchi lại muốn ở lại nơi này. Bami hiền lành cũng đi lên nhắc nhở nó, anh là chú chó đến từ thành phố, thường xuyên được con người phục vụ tận miệng. Tôi toán anh còn chẳng thể nào bắt được một con chuột nhắt bé tí, như vậy thì làm sao mà sinh tồn trong khu rừng này được. Nói xong thì dùng chân sút bay khúc xương mà nó mang đến cho mình. Monchi muốn chứng minh rằng bản thân cũng có thể bắt được con mồi, thế là đã đi đến sân nhà của con người. Nó vừa nhảy vào bên trong, đàn dê đã bị sợ hãi bỏ chạy toán loạn. Chủ nhân của đàn dê chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không làm được gì. Monchi cũng nhân cơ hội đó lùa ba con dê vào trong rừng, như thế này chắc Bami sẽ tiếp nhận nó nhỉ. Khi nhìn thấy gia đình của chó hoang, chú chó con thật sự không thể nào tin nổi. Một chú chó cưng lại có thể mang về nhiều đồ ăn như vậy. Khi Monchi đang mừng thầm trong lòng, thì người lãnh đạo lại như phát điên. Bởi vì thứ nó mang đến không phải là thức ăn mà là tai họa, mất đi đàn gia súc, con người sẽ không để yên chuyện này. Monchi phút chốc tỉnh táo lại, nó cố gắng đuổi ba con dê quay về chỗ con người. Nhưng quá muộn rồi, quá đủ rồi. Con người đã bắt đầu lên kế hoạch trả thù.
cho dù là chó lạc hay chó hoang thì cũng đều phải trả giá. Quả nhiên mấy tên trộm chó đã được tập hợp lại. Khi Mong Chi đang đi xuống núi, Bami đã đi theo nói với nó, anh muốn chứng minh bản thân mình thì nên đi săn bắt chứ không phải ăn trộm đồ của con người. Bây giờ bởi vì anh mà chúng tôi phải rời khỏi nơi này. Mong Chi trong lòng không khỏi cảm thấy tự trách. Chính vào lúc này, nó nghe thấy tiếng của kẻ săn mồi. Quay đầu lại nhìn thì thấy có một người đã cầm súng ngắm thẳng về phía Bami. Mong Chi không chút suy nghĩ vội vàng chạy thẳng về phía Bami, nhưng mũi tên gây mê lại trúng vào mông của chú chó con. Bami quay đầu lại nhìn, người đó không ai khác chính là người đã từng ngược đãi nó trong quá khứ. Một cảm giác sợ hãi hốt hoảng tràn về, còn chưa đợi nó phản ứng lại, phát súng thứ hai của kẻ đó đã bay đến. Mong Chi không chút suy nghĩ lần nữa giải cứu Bami, nhưng nó cũng vì vậy mà bị trúng kim gây mê. Dưới tác dụng của thuốc mê, nó đã không cầm cự được mà ngất đi. Mong Chi bị con người đặt thiết bị theo dõi ở ngay dưới lớp da. Bọn họ định lợi dụng thiết bị định vị và Mong Chi để tóm gọn hết tất cả những chú chó. Sau đó Mong Chi đã bị nhốt vào bên trong một chiếc lồng bẩn thỉu. Sau khi nhóm người Bami bình tĩnh lại đã đi xuống dưới núi. Nhân lúc mấy kẻ đi săn không ở đó, bọn họ không chỉ giải cứu Mong Chi và chú chó con, mà còn giải cứu cả những chú chó bị nhốt ở đó từ lâu. Khi đám săn chó đi đến thì tất cả những chiếc lồng đã trống rỗng. Hắn ta vốn định cố gắng tóm lấy ai đó, nhưng Mong Chi rất nhanh đã xông lên tấn công khiến hắn ngã đập lưng vào tường. Những viên gạch rơi xuống khiến hắn không thể nào cử động. Mong Chi đi theo nhóm Bami vào bên trong rừng. Thủ lĩnh cuối cùng cũng cho phép nó tham gia vào đội. Nhưng khu rừng này không thể ở lại lâu nữa. Nhưng giờ đi đâu cũng trở thành một vấn đề nan giải, bởi vì con người ở khắp mọi nơi. Mong Chi nói bạn của mình biết một nơi, ở đó có núi rừng bao la rất thích hợp cho chó sinh tồn. Trùng hợp là căn cứ địa bên phía đàn chó lạc cũng bị con người đến phá hủy. Con người mới xuất hiện được một lúc đã san bằng toàn bộ nơi đó. Bọn họ khó khăn lắm mới chạy thoát ra ngoài. Chúng đứng ở trên cao không khỏi thở dài. Lúc này Mong Chi cũng xuất hiện bên cạnh chúng, như thể đang chiếu ra một tia ánh sáng hy vọng. Cứ như vậy, hai bên cùng lúc mất đi nhà đã hợp lại thành một. Sau khi thảo luận, tất cả bọn chúng bắt đầu xuất phát đi về hướng khu rừng bao la đó. Trên đường đi chúng bảo vệ lẫn nhau. Trải qua mưa gió, Mong Chi cũng dựa vào quá trình này mà không ngừng làm thân với Bami. Dần dần mối quan hệ của họ cũng trở nên tốt hơn. Cũng không biết đi được bao lâu, chúng đã đi đến một con đường cao tốc. Bây giờ chúng phải chạy ngang qua những làn đường này mới được. Con người không ai có ý nhường cho chúng. Chúng không thể không cưỡng chế chặn những chiếc xe lại. Thế nhưng mà tai nạn vẫn xảy ra. Khi chú chó con đang cố gắng chặn xe, thì tài xế xe tải lại không chú ý mà cứ lao thẳng. Chính vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, mẹ của nó đã chạy ra để bảo vệ con. Tuy rằng đã thành công cứu được con mình, nhưng nó cũng đã bị thương. Thủ lĩnh giao đứa trẻ cho nhóm của Mong Chi, còn mình thì dìu vợ đi từng bước một, đồng thời ở bên cạnh bảo vệ nó. Có rất nhiều con người chứng kiến cảnh này đều xúc động. Họ đã lấy điện thoại ra để quay lại cảnh này, nhưng bọn chúng không vì vậy mà thoát được kiếp nạn. Một tài xế vừa lái xe vừa nghe điện thoại, nên không chú ý tình hình ở đây. Khi chúng sắp bước đến lề đường đối diện thì tài xế xe tải đã lao tới. Vợ chồng thủ lĩnh cứ như vậy mà chết trước mặt tất cả mọi người. Nó dường như đã biến thành một ngôi sao băng trên bầu trời. Buồn nhất là chúng chó con, dù sao cũng là cha mẹ ruột của nó. Nó cứ đến đêm là lại nằm mơ. Trong giấc mơ nó hứa với cha mẹ của mình rằng mình là một chú chó trưởng thành. Sau khi thức dậy thì lại rơi vào sự bi thương. Nó xông lên nằm vào trong lòng của Bami mới tìm kiếm được chút an ủi. Cháu nhớ bố mẹ cháu nhiều lắm. Bố ơi, mẹ ơi, cháu sẽ không bao giờ ngửi thấy mùi của họ nữa. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Tất cả bọn chúng đã 2 ngày không ăn được gì rồi. Nhìn thấy có con nai nhỏ ở gần đó, Bami bắt đầu chỉ cho mọi người cách làm sao để cùng nhau săn bắt. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, tất cả bọn chúng bắt đầu tiến hành hành động. Có con phụ trách kéo dây, có con phụ trách chặn đường, còn có con phụ trách đuổi đến cùng. Sau khi cùng nhau cố gắng, cuối cùng chúng cũng săn bắt được con mồi. Tất cả bọn chúng cùng nhau ăn ngấu nghiến, đặc biệt là những con chó đi lạc này. Đây là lần đầu tiên chúng ăn được thịt sống của con mồi. Khỏi phải nói cũng biết chúng thỏa mãn thế nào. Sau khi ăn xong, chúng còn nằm trên bãi cỏ chép miệng về dư vị cuộc sống. Mong Chi và Bami sau chuyện này lại càng trở nên đậm sâu hơn. Bọn chúng cùng nhau chạy nhảy dưới ánh hoàng hôn. Như thế thế giới này chỉ có mỗi hai bọn chúng vậy. Thế nhưng cuộc sống yên bình rất nhanh sẽ bị phá hủy khi Mong Chi bị bắt. Nhưng tên trộm đã lắp thiết bị định vị trên người nó. Bọn chúng đã sớm biết được vị trí của đàn chó, dù sao cũng không thoát được loài người. Thế là đàn chó quyết định sống mái thử với họ xem thế nào. Đầu tiên chúng cần phải giải quyết được con chó săn hung hãn này. Chó săn tuy khỏe nhưng đầu óc đơn giản, nên Mong Chi quyết định sẽ chia rẽ bọn chúng, sau đó giải quyết từng tên một. Có cơ sở kinh nghiệm hợp tác săn bắt lần trước, những con chó săn quả nhiên rất nhanh đã bị lừa. Một con, hai con, ba con, cả đàn chó săn đã bị chúng giải quyết gọn gàng. Nhưng hành tung của chúng cũng đã bị kẻ đi săn phát hiện. Hắn ta tức giận điên cuồng nã súng vào bãi bông lau. Tia súng rất nhanh đã đốt cháy sợi bông. Ngọn lửa phút chốc lan rộng. Những kẻ đi săn vội vàng chạy trốn. Nhưng nhóm Mong Chi làm thế nào để đối phó đây? Nếu như không cẩn thận có khi lại bị chìm trong biển lửa. Mong Chi thông minh lanh trí, lấy đà từ tảng đá bật ra ngoài.
Nó nhờ lúc nãy mình có nhìn thấy một thùng phi rỗng, nó tìm đến thùng phi rồi đẩy đến chỗ các bạn mình, rồi bảo mấy chú chó nhỏ chui vào bên trong, còn những chú chó to thì đẩy thẳng về phía trước. Bọn chúng thật sự đã thoát được biển lừa, rơi xuống một cái ao ở gần đó. Tất cả tạm thời được cứu. Sau trận chiến này, những kẻ săn trộm lại càng trở nên phấn khích hơn. Họ thông qua màn hình lần nữa xác định được vị trí của Monchi và những người bạn lần nữa sắp phải đối diện với nguy hiểm. Sau khi rời khỏi bãi lau sậy, bọn chúng tiếp tục hành trình tìm kiếm vùng đất sinh sống mới. Bọn chúng đi đến một khu vườn xinh đẹp. Ở đây cũng có mấy chú chó cưng. Vừa hay chúng cũng đã thấm mệt, nên quyết định sẽ tạm dừng ở đây nghỉ ngơi. Lúc này chủ nhân của đàn chó đi đến. Họ rất chào mừng sự xuất hiện của Monchi và những người bạn. Nhóm Monchi thông qua biểu cảm của những con vật ở đây mà hiểu được lòng tốt của hai người trước mặt. Hai người đó không chỉ giúp bọn chúng băng bó vết thương, mà còn nhiệt tình mang đồ ăn ra để tiếp đãi. Đến buổi tối, hai con người đã đốt một đống lửa ngoài vườn, cùng những chú chó cưng ngồi quây lại trò chuyện tâm sự. Bọn chúng cũng nhờ vậy mà cảm nhận được hơi ấm tình người. Có lẽ lòng tốt của cô cậu chủ quá rõ ràng, khiến những loài động vật khác cũng lần lượt lui tới. Ở đó không có đối địch cũng không có bài xích. Thật sự là một cuộc hội ngộ tuyệt vời. Nhưng không biết tại sao, Bami lại nhìn thấy Monchi chạy thẳng về phía khu rừng. Khi nó đuổi theo sau tới, nhìn thấy có vết máu trên cổ của người mình yêu. Hóa ra Monchi đã cảm nhận được sau gáy mình có một vật thể kỳ lạ gì đó. Nó quyết định rời khỏi đội nhóm để mọi người tránh được nguy hiểm. Không, chúng ta sẽ đi cùng nhau Monchi ạ. Anh thật sự muốn ở bên em mãi, nhưng mà... Anh xin lỗi. Không đời nào. Đừng để lại em nơi đây một mình. Em không đồng ý. Tình yêu đẹp nhất là khi bạn có sự bướng bỉnh của mình, còn tôi có cuộc sống và cái chết của tôi. Đến nửa đêm, đám thợ săn quả nhiên đã chạy đến. Monchi cũng cảm nhận được rõ ràng sự tiến lại gần của họ, thế là nó quyết định một mình dẫn dụ đối phương. Nó chạy thẳng sang một bên sườn đồi khác. Những kẻ săn trộm thấy vậy lập tức đổi hướng đuổi theo. Với tốc độ của xe, Monchi chẳng mấy chốc đã bị đuổi kịp. Nhưng Monchi đã lợi dụng sự gấp gáp phấn khích của đám săn trộm, né tránh sự truy đuổi, thoát khỏi chướng ngại vật. Chiếc xe của bọn họ cũng đã bị lật, nhưng tên săn trộm vẫn sống dai như đỉa. Hắn ta cầm theo khẩu súng lần nữa đuổi theo Monchi. Monchi không ngừng chạy trốn, nhưng lại không may mắc vào bẫy. Kẻ săn trộm định lợi dụng Monchi để dẫn dụ những con chó còn lại xuất hiện. Sau đó một mũi tên trúng nhiều đích. Bami vì giải cứu người mình yêu cũng không chút sợ hãi. Nó cứ chạy thẳng đến chỗ đầu súng. Monchi không muốn nhìn thấy Bami bị tổn thương, thế là đã dùng hết sức thoát khỏi cái bẫy rồi nhảy bổ về phía tên săn trộm. Bami nhân cơ hội đó đè lên người đối phương. Nó vốn có thể một phát cắn đứt cổ họng của hắn ta. Nhưng nó đã mềm lòng. Đối phương có thể là một kẻ đồ tể, nhưng nó không phải. Hắn ta không ngừng cầu xin sự mủi lòng thương xót, nhưng lại vô tình bị rơi xuống vách đá. Hắn ta đi lang thang bên dưới vách đá. Ở đây là một nơi hay xuất hiện gấu cực kỳ nguy hiểm. Chắc hắn ta sẽ không thoát được kiếp trở thành con mồi của gấu. Monchi và những người bạn quay trở lại chỗ hai vợ chồng trẻ. Người phụ nữ giúp họ tháo băng gạc rồi lại băng bó vết thương. Đối với động vật mà nói, có thể gặp được con người tốt bụng thì thật may mắn biết bao. Khi chia tay, Gaeko đã quyết định ở lại nơi này, không chỉ vì hai vợ chồng ở đây tốt bụng, mà quan trọng hơn nó đã gặp được tình yêu của đời mình. Tất cả bọn chúng đều tôn trọng sự lựa chọn của nó, còn nhiệt tình chúc nó sớm sinh quý tử. Lại trải qua một cuộc hành trình dài khác, Monchi và những người bạn cuối cùng cũng đã đến được vùng đất mơ ước. Nhìn đằng xa là những quả núi ngọn đồi rừng xanh ngút ngàn. Ở đây, bọn chúng sẽ bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Nhưng giữa hai bên lại bị ngăn bởi hàng rào sắt. Khoảnh khắc lính biên phòng mở cánh cửa, bọn chúng liều mạng xông qua cửa ải cuối cùng. Khi những binh lính phản ứng lại thì chúng đã chạy qua gần hết rồi. Chỉ có mỗi Monchi vì giải cứu chú chó con mà bị kẹt lại. Những binh lính cố gắng bắt nó lại. Trong lúc hỗn loạn có một anh lính vô tình làm rơi quả lựu đạn. Monchi gặm vào miệng theo bản năng. Những binh lính vì sự an toàn nên không dám hành động bồng bột. Điều này cũng khiến Monchi có cơ hội chạy khỏi đó. Nó cứ chạy dọc theo hàng rào, hy vọng có thể tìm được một cái lỗ nào đó. Nhưng đường biên giới trải dài hàng trăm dặm, muốn tìm được lỗ hổng là điều không thể. Nó lấy đà từ một mỏm đất cao rồi bật nhảy lên, nhưng không thành công vì hàng rào quá cao. Những người bạn nhắc nhở nó nhìn về phía đài quan sát bên cạnh, thế là nó lập tức chạy vào bên trong, lợi dụng những anh lính để làm bệ đỡ trèo lên đỉnh, sau đó tăng tốc bật nhảy. Lại thêm có quả lựu đạn trên miệng rơi xuống, tạo ra một lực đẩy mạnh, cuối cùng nó cũng nhảy qua được hàng rào biên giới. Bami đi lên đón anh người yêu. Nó không ngừng liếm láp người yêu dũng cảm gan dạ của mình. Bây giờ thì tốt rồi, những chú chó có lòng mọi chuyện đều thành thực, cuộc sống mới vô cùng đáng mong đợi. Bọn chúng ở mảnh đất ít người qua lại này trải qua một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ hạnh phúc.